và Minh Hải xin được kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ủa anh Hải ơi, hôm nay chuẩn bị món gì mà em thấy toàn là rau với củ, không thấy thịt thà tôm cá gì hết trơn vậy? Lần trước anh nghe Ngọc Hương nói là nó thích ăn món Nhật. Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương và quý vị khán giả một món rất là lạ. Món lạ hả anh? Mà món gì vậy? Đó là món yasai tempura. Cái gì yasa tempura là gì? Anh đừng có gạt em nha, thấy em không có rành món Nhật rồi nói tùm lum em không biết đâu á. Yasa tempura là rau củ chiên giòn đó Ngọc Hương. Nữa lại chồng Ngọc Hương nữa rồi. Rau củ chiên giòn chắc ăn kỳ lắm đúng không? Ừ, không có kỳ đâu em. Mà cái món này là rất có thể là cho trẻ em, người ăn rau có thể ăn được này, và người lớn ăn rất là ngon. Wow, hấp dẫn như vậy hả? Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đến với món rau củ chiên giòn. Nguyên liệu để làm món rau củ chiên giòn gồm có đậu đũa, tần ngô, cà tím, bông bí, đậu bắp, khoai lang, hành tây, bí đỏ, cà rốt. Kế đến là tương ớt, trứng gà, bột mì, bột chiên giòn và một gia vị nữa đó là sốt manelisa. Món rau củ chiên giòn này chiên cần rất là nhiều dầu, vì thế chúng ta sẽ bắt chảo dầu trước cho nóng. Kế đến là chúng ta sẽ cắt đậu đũa, chúng ta sẽ cắt khoảng chừng 4-5 phân nha Ngọc Hương. Dạ. Kế đến chúng ta sẽ cắt cà rốt. Cà rốt thì mình cắt hình dạng như thế nào hả anh Hải? Các loại rau củ này chúng ta cắt tùy theo sở thích của mỗi người. Đúng rồi. Kế đến anh sẽ cắt hành tây. Trước khi cắt hành tây chúng ta phải dùng một cái tăm ghim từ ở trên vào xuống để cho các lớp vỏ nó dính lại với nhau, khi chúng ta chiên nó sẽ không bị bung ra. À hay quá, em sẽ ghi nhớ điều này. Cắt xong. Kế đến là chúng ta sẽ cắt bí đỏ. Còn đậu bắp này chúng ta sẽ cắt thành đôi. Kế đến là sẽ cắt khoai lang. Còn bông bí này thì nó như vậy, chúng ta mua về chúng ta sẽ tước bỏ cái phần bên ngoài và chúng ta tước cái vỏ bên ngoài hết. Dạ. Như vậy là khỏi, chúng ta khỏi cắt. Còn cà tím thì chúng ta sẽ cắt. À anh Hải đang tạo hình cánh quạt hả? Đúng rồi. Và Ngọc Hương lưu ý là khi chúng ta cắt cà tím, chúng ta sẽ ngâm vào trong một cái tô nước lạnh để cho khỏi bị đen đó Ngọc Hương. Khi cắt cà tím xong, chúng ta sẽ ngâm cà tím vào trong một tô nước lạnh để cà tím không bị đen. Sau khi cà tím chúng ta ngâm với nước, chúng ta sẽ để cho ráo. Như vậy là tất cả các loại rau củ chúng ta đã sơ chế xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành pha bột để chiên món rau củ này. Chúng ta dùng khoảng chừng nửa tô nước dùng. Chúng ta sẽ dùng một lòng đỏ trứng gà. Mình dùng lòng đỏ thôi ha anh Hải? Tại vì lòng đỏ nó có, khi mà chiên thì có cái màu đỏ của lòng đỏ với lại bột thì nó rất là ngon. Và sẽ có mùi thơm nữa. Kế đến chúng ta cho khoảng chừng 100g bột chiên giòn. Sau đó chúng ta sẽ quấy đều hỗn hợp này lên. Dạ. Chúng ta phải quậy cho đều tay để cho trứng gà với lại bột mì thấm vào nhau đúng không anh Hải? Đúng rồi. Như vậy là được rồi đó Ngọc Hương. Chúng ta sẽ cho khoảng chừng 2 viên đá vào trong đây. Ủa tại sao mình phải cho 2 viên đá lạnh vào trong hỗn hợp bột này vậy anh Hải? Vì khi mà bột chúng ta lạnh mà gặp dầu nóng thì cái bột chúng ta sẽ giòn. À thì ra là vậy. Quý vị và các bạn hãy cùng với Ngọc Hương ghi điều này vào trong sổ tay ghi nhớ nhé. Sau khi chúng ta đã quậy xong hỗn hợp bột thì hãy cho vào 2 viên đá lạnh. Vì như vậy khi chúng ta chiên thì bột của chúng ta sẽ giòn. Thế đó là chúng ta sẽ tẩm bột khô. Ngọc Hương phụ anh nha. Dạ em tẩm bột mì phụ anh nha. Bây giờ thì dầu chúng ta đã nóng vừa. Đầu tiên chúng ta lựa những loại rau củ nào lâu chín chúng ta chiên trước. Hành tây, khoai lang. Sau đó mình sẽ cho đậu bắp. Rồi cái đó chúng ta sẽ bún bột vào. Ủa tại sao mình phải bún bột vào vậy anh Hải? Bún bột như vậy nó có cái gai và khi chúng ta ăn vào thì nó có giòn, rất là giòn. Dạ. Tức là chúng ta sẽ bún bột để tạo gai. Đúng rồi. Khi ăn sẽ giòn. Những cái loại rau củ này thì mình chiên trong bao lâu em thấy nó cũng dễ chín đúng không? Thì nó nổi lên trên và cảm thấy hơi giòn là được. Bây giờ thì nó đã chín và giòn rồi, chúng ta sẽ vớt ra. Vớt ra và cho vào giấy thấm dầu để có thể rút bớt dầu trong những loại rau củ đúng không anh Hải? Đúng rồi. Sau khi các loại rau củ chúng ta đã chiên xong, bây giờ anh sẽ trang trí vào đĩa cho đẹp. Dạ. Cái này là đậu đũa. Đúng rồi. Xong hết rồi anh Hải ơi, bây giờ anh Hải biết em đang nghĩ cái gì không? Anh biết rồi.
Em thích ăn cái nào trước nè? Cho em cái bông bí đi, nhìn cái bông bí đẹp quá. Này bông bí, anh tắm sốt cho em nha. Dạ chắc chắn rồi, phải có sốt manzanella với tương ớt chứ. Mày ngọt hơn. Ừ, không biết là mùi vị như thế nào đây, bởi vì rau củ chiên giòn nghe lạ quá. Anh nghe em nghe giòn quá nha. Wow, em không ngờ là bông bí nó mềm vậy á, mà anh chiên nó cũng giòn thiệt là giòn luôn, hay thiệt đó nha. Ngạc nhiên chưa? Rất là ngạc nhiên đó. Quý vị và các bạn hãy cùng thử làm món rau củ chiên giòn để có thể cảm nhận vị giòn tan của bột cộng với rau củ, bởi vì rau củ ăn rất tốt cho sức khỏe. Còn chờ gì nữa, hãy vào bếp và trổ tài. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rất hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày một tốt hơn. Vẫn có hai cách thức quen thuộc. Quý vị có thể gửi thư về hộp thư bưu điện số 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại tới Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-383-4455. Vẫn có 1.000 phần quà, đó là sổ tay dạy nấu ăn dành cho quý vị khán giả nào gửi thư về cho chương trình hoặc liên hệ sớm. 1.000 vị khán giả sẽ nhận được phần quà thú vị này của chúng tôi. Hãy nhanh chóng liên hệ với chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và Minh Hải xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại nhau trong chương trình lần sau.